Hello cả nhà. Đây mình mới mua cái nón bảo hiểm này không? Để đi xe máy quay video. Ở phía này là trung tâm hành chính của thị trấn Ngãi Giao này cả nhà. Đang ở đường Lê Lợi. Ngang đó nó phải qua một lớp sứ. 3-4 bao sứ rồi bắt đầu nó sập rồi bắt đầu mới lên máy bơm em sẽ dời lên trên. Hello cả nhà. Đây mình mới mua cái nón bảo hiểm này không? Để đi xe máy quay video. Sẵn hôm nay mình sẽ đi lên chỗ gần nhà mình để mình quay vô nhà xem một cái hồ cá nha. Thì trong cái video này mình sẽ quay cung đường đi của từ nhà mình lên trên đó và cả cái hồ cá chung một video ha. Rồi đầu tiên là đi rước con cả nhà ơi, tới giờ con nó đi học về rồi. Đây là cung đường nhà mình. Bây giờ mình nói chuyện qua cái nón bảo hiểm, nó có cái bịch ơn trước mặt rồi. Nên mình nói chuyện sẽ nó rất là rõ, nó không có bị tiếng gió ngoài đường hoặc tiếng xe ngoài đường nhiều nha. Để mình cũng đang test thôi, mình test từ từ, thiếu sót chỗ nào thì mình làm thêm chỗ đó. Rồi đây là trường học cấp 1 của con mình. Đây là đứa con trai đầu của mình đang học lớp 2. Rồi chưa về, chưa đến trống à. Rồi đến trống rồi. Rồi let's go. Đường của nhà mình là đường này là đường đi nếu mà đi thẳng về phía trước á, là mình sẽ đi Hồ Tràm, Hồ Cốc thuộc huyện Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu mình đi cung đường ven biển á, thì mình hay đi đường này. Nếu mà đi Phan Thiết, Nha Trang rồi đó, mình đi đường này cũng đẹp lắm, quan sát được biển. Đang để cái micro ở trong cái mặt nón bảo hiểm cả nhà. Ở ngoài thì nghe tiếng gió rất là nhiều mà không biết là thu âm thì nó sẽ như thế nào. Còn máy quay thì mình để ở dưới ngay ngực mình á. Nay chạy lên nhà khách thử coi cái hồ biển sao. Tại mình cũng không có rành cho lắm, mình chỉ nghe mấy bạn tư vấn nói là lên ảnh nhờ lên để tư vấn cho ảnh làm cái gì đó. Thì sẵn dịp gần mình đi cho vui, vừa quay được cung đường ở gần nhà mình, lại nhất thứ hai là cũng quay được một cái hồ cá cho cả nhà xem tham khảo ha, coi thử nó có trục trặc cái gì mà phải sửa. Tại vì mấy anh em làm hồ thì cần tham khảo mấy cái vụ trục trặc này lắm, để mình rút kinh nghiệm, mai mốt mình làm nó đỡ bị vấp phải cái những cái khó chịu đó ha. Rồi mình vừa quẹo ra khỏi Bùng Binh thì hướng này đi về Châu Đức nha cả nhà, Ngãi Giao, Châu Đức, Kim Long. Chỗ này gọi là quốc lộ 56. Và đây là và thuộc phía bên tay phải mình đó, thuộc xã Đá Bạc, và bên tay trái là thuộc xã Suối Nghệ của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha cả nhà. Đường ở đây thì nguyên cái con đường quốc lộ 56 này á, thì đều trồng, hai bên đều trồng cái cây to lắm, cái cây để làm mát. Ví dụ cả nhà có đi xe máy thì cũng thấy mát lắm. Bây giờ đang là 10 giờ 17 phút nè cả nhà.
tự nhiên đi kiếm cái áo khoác không ra, qua để quên ở trong nhà bà ngoại của mấy đứa con mình rồi. Đi mang cái bao tay vô, tại vì cái chỗ cái vết tay của mình nó bị giống như nó ố hay là bị gì á, sợ nắng nên mang bao tay cho nó chắc. Ồ, bây giờ mình lần đầu tiên thử trải nghiệm cái nón bảo hiểm 3/4 luôn. Một cái nón mang vô thì nó đi nó cái kiểu là gió nó không có vô cái mặt á, cái kiểu rất là dễ chịu luôn nha. Cái kiểu này là chạy nhanh mình không có cảm giác gì luôn á. Ở đây thì có một cái chốt bắn tốc độ tự động nha cả nhà, phạt nguội á. Cả nhà đi chỗ này thì cũng để ý, nhưng mà không phải là phạt tốc độ trong khu dân cư. Ở đây nó phạt ngoài tốc, ở đây là tốc độ ngoài khu dân cư nên cũng dễ, xe máy là 60 km/h, xe ô tô là 80 cả nhà ha. Mình có cảm giác là mình nói chuyện ở trong cái mũ này giống như nó khàn khàn hay là nó rồ cái gì á cả nhà. Giống như chang là bình thường mình đi xe máy á, là mình sẽ cố gắng mình rống to hết cỡ lên để nói chuyện cho cái mic nó thu âm vô cho ok á. Nên cái kiểu nó quen rồi, bây giờ tự nhiên cái bây giờ nói ở trong cái nón 3/4 cái nó rồ hay là mình đang khan họng gì đó. Rồi tới qua khỏi bảng tốc độ thì mình sẽ gặp một cái biển báo khu dân cư thuộc xã Bình Ba, huyện Châu Đức. Chỗ này thì công an hay đứng lắm nha cả nhà. Rồi chạy 50 thôi. Chỗ này có mấy cái cây bự lắm, mát cực kỳ luôn, mà mỗi lần tới mùa mưa là vừa rồi là mọi người bên cây xanh á, là mấy anh chị cô chú đi chặt hết rồi, đi cưa mấy cái nhánh bớt rất là nhiều luôn, chứ nó cũng nguy hiểm lắm. Gió lớn mưa lớn mà nó sập xuống thì thôi luôn. Mát ghê không cả nhà, mát trời trưa nắng mà mát ghê á. Cây này nó bự lắm. Phía trước mặt mình là thị trấn Ngãi Giao cả nhà. Có mấy gắn mấy lá cờ dịp lễ 29 đẹp ha. Qua lễ là người ta sẽ tháo xuống để bị cất. Phía trước là cả nhà sẽ thấy được một cái cổng ghi là huyện Châu Đức ha. Ở trên này là trung tâm hành chính của huyện, là tập trung về đây hết. Từ nhà mình lên trên này 7 cây số cả nhà. Rồi đây là Bùng Binh Ngãi Giao cả nhà, dân địa phương thì gọi như vậy á, nhưng mình ở đây gọi là Bùng Binh Ngãi Giao. Đây là trung tâm của thị trấn ha. Rồi tới rồi cả nhà ơi, giờ đang ở đường Lê Lợi.
Dạ chào cô. Dạ em đang giảm cân. Bụng mà đen. Dạ. Khi hụt mắt hẳn hụt nằm dành chắc hơn cái bơm hụt kiểu cũng cơ. Cũng có thể nghẹt ống hay gì nữa anh? Cũng hụt quá, nó hụt quá đáng hụt quá. Không. Đưa cả cho đời em rồi đâu nắm tay em. À, cái hồ đây. Ủa nó bị sao mà anh tháo tùm lum nha anh? Thì bọn anh xịt á, anh tạo ra đó. À, ý là bây giờ mình muốn làm lại hay sao anh? Thì bây giờ mình ra cái thuật ưu em gặn bớm thêm á. Thì anh cho mẹ cái bớm đấy bỏ ra, anh cho cái bớm đi thì bỏ lại cho cái bớm đấy mình đem, mình gặn, mình thôi, mình phục cho đến thạc thôi. Còn gặn thêm cái bớm mà mình cho mình phục ưu về thuật ưu. À. Còn ba cái bớm đi, bỏ ra hết luôn đi. À, mấy cái lọc này hả? Lọc này nhỏ. Ừ. Do cái hồ anh nó bự quá mà cái lọc nó nhỏ quá, sợ không có đủ lọc á. Nó nghẹt. Giờ nhậm chứ cái chùi bên truyền qua cái ô dừa như không được không? Dạ được. Còn cái hồ này mình cho được không có? Vậy thì anh bỏ luôn khỏi ô chổi. Cái bên đó anh làm ô 1 là anh lắng thôi. À. Rồi ô 2 là anh bỏ cái đá của anh bỏ ba cái chỗ cái hay ghê đúng không? À vậy hả? Cái kè đét đó hả? Được, anh bỏ nhanh đó. Dạ. Ờ. Ừ. À. Cái hồ mình bữa là dài này nhiêu anh? Dài nó 5 mét. Dài 5 mét. Mét 8. Ngày ăn mét 8, còn sâu mình nhiêu? Sâu mét 2. Sâu mét 2. 10 khối á. 10 khối. Đó. 10 khối nước mà anh chia ra cái lọc hình như nhỏ quá. Lọc bao nhiêu anh? Lọc hình như có 1 khối. Lọc chưa được 2 khối. Chưa được 2. Không, em thấy chắc không được đâu. Chắc cỡ khối hả? Cỡ nữa đó, cỡ hơn khối. Hơn khối xí hả? Ủa? Rồi cá anh đâu hết rồi? Anh đưa cho nhà em nuôi rồi. À đưa xuống nhà em hả? Nhà em nuôi rồi. Rồi. Anh đẻ đâu cưng, đợt mà đẻ ra được 6 con chứ về đó. À vậy hả? Ờ, nó đẻ được thấy đó, nó nợ, chứ nó không nợ quá đi, mà nó chỉnh nó tối vô, nó nợ trong cái... Dạ đúng rồi, trong lọc á. Ờ, trong lọc á. Dạ. Anh Vinh nó, ủa cá đó mà bà con băng xe tắm vậy? Dạ. Ủa mình hồ này lúc đầu anh chia là mấy hút đáy anh? Một hút đáy hả? Dạ. Phục đại hai về phục mắt hai đó. Là ống nhỏ ha anh, ống mấy? Ống đấy đó. À, ống 60. Ờ, phục đại đây, phục đại đó. À, ống hút đáy 60, ống hút mặt 42. Đó, đó hết rồi đó. Là hai ống hút đáy 60, hai ống hút mặt 42. Đúng rồi. Về câu lắng số 1. Về câu lắng mẹ. Ồ. Câu lắng số 1 bây giờ nó cao quá mình kẹo không được. Còn cái ghẻ, cái ghẻ dạ dạ để xuống để để mình trèo lên coi. Ây da à, cái này là bơm. Dạ. Vậy là ô lắng nằm đây. Thì giờ mình kiếm mình em gặn thêm cho anh một cái bơm, con cái bơm này mình để cho anh hụt mặt để mà à, cái bơm này mình cho hồi thạc thôi này. Dạ để em tính không? Coi cái đường ống nó sợ nước vô không kịp anh. Ý là sợ hút mặt hút đáy nó nước về không kịp nên mình gắn thêm nhiều bơm quá là rồi nó hút về không kịp á. Có khi mình gặn thêm một cái máy cho mình bỏ hai ba cái đó. À ý là anh bỏ hết mấy cái bơm nhỏ ra. Cái điểm mà nhiều thì mà thôi thả ra bao nhiêu mình chia ra một cái nhiều luôn. Dạ. Một cái mình mắc thôi. Thì chúng cho bỏ hết. Gặp thêm một cái nữa với cái này nữa đó. Dạ rồi một đống. Bỏ hết đó. Nhưng mà ý, tại sao mình đang nuôi bình thường mà mình tháo ra hết vậy anh? Hút mặt có hút đó. Hút mặt không hút. Ờ. Rồi anh có giọng nước thử là nước có thông trong ống thông không? Không. Anh không biết thông. Không biết hả? Nó đắt quá nó ấy đó. À vậy thôi. Ý là bây giờ anh muốn cải tạo là tụi em làm hết cho anh luôn hả? Cải tạo thì em đem gặp em bơm sửa quân lại cho anh thôi. À cái ống hút đáy anh bỏ cái ống oxy trong đó luôn hả? Bỏ ống oxy cái máy là máy riêng. Dạ. Ý là hút mặt anh không thấy hút. Ừ. Mà motor vẫn quay. Không vậy. Vậy phân trong cá trong hồ nhiều không anh? Hay là sao? Dơ lắm hả? Hồ dơ lắm hả? Rồi bao lâu mình vệ sinh một lần anh? 3 tháng 4 tháng rồi. 3 tới 4 tháng mới vệ sinh là anh vệ sinh là anh xả này đi hay sao? Xả. Hút đi hả? Xả nó không xả. À có ống xả ra. Ống xả nó xả cố hệ thống đó, ống xả đó nó xả cố luôn. À là anh xả ngoài hồ chính chứ không phải xả trong lọc hả? Ờ xả hồ chính. Giờ gì anh tính chưa đó đi anh nên khóa một cái hồ từ đó mới ra đây này. Dạ. Mình xả trong nó chạy ra. À bây giờ à tường này tường 10 đúng không anh?
Vậy thôi anh, bữa nay anh cho rút hết nước đi, rồi bên em lên làm cho khoan lại, rồi té khô lại đàng hoàng luôn, làm lại cái hệ thống mới. Do cái này là anh làm cái ống thông ngăn ở đâu vậy mình không thấy. À đây, 1, 2, 3, 4 ống, 4 ống 60 đi ở trên, qua ô kia thì đi ở dưới, nhưng mà bơm lại đặt ở dưới hả? Vậy là cái giống micro O3 nó không có tác dụng cho máy. Nó lấy dạ đúng rồi, dạ nó hút qua luôn, nó hút qua luôn, vậy là nó cũng không được. Rồi để nói chung là anh thấy hút mà không hút, rồi anh tháo ra hết. Dạ. Rồi bây giờ cái phương án bây giờ anh muốn là cái gì? Dạ. Giờ anh tư vấn nó mà cắt tao ra cho rồi. Được cái hàng cũng trống đợt em bánh sửa cho nó thời gian đó. Là lúc trước là mấy năm rồi ta? 2-3 năm gì đâu, hơn 2 năm hả? Hơn 5 hả? Ừ. Là lúc xử trước tụi em lên xử lý là nó trong rồi. Ờ, cái bơm rồi, đợt em thay hơn 5 sai tục đấy. À dạ. Nói chung là anh muốn bỏ hết mấy cái đồ nhỏ nhỏ ra. Anh nghĩ là gió bơm cương nè, chẳng phải gió nổi đâu. Vì dạ, bơm nó hụt không kịp để nước vô, nó hụt cái mặt vô. À vậy hả? Anh nghĩ như vậy. Vì cái thạc cái nước nó chúng chảy nó rì giống như nước mình giọt một cà phê vậy thôi. Nhưng mà bình thường là anh xài mấy cái bơm nhỏ để lên thác. Anh xài một cái bơm này, anh thạc con này. Một cái bơm này bơm hư rồi. Bơm này hư rồi. Bơm nó bị hằng tui nè, gặn mấy chiếc cái bơm mà gặn mấy chiếc cũng hiểm được. À tại trong cái lọc nhỏ này đó anh. Ờ, không biết không gặn cái lọc nhỏ cũng như chứ. Nhưng mà cái lọc này sao mà so với được cái hồ anh được, nó không hợp. Ừ, cái hồ anh 10 khối mà bây giờ gắn cái lọc này đâu có. Ê, đâu có tác dụng gì. Giờ bên là mình gặn con cái này có bị lóc cái ô dừa hết coi. Ô đầu tiên mình khỏi bỏ chi hết, mình cho nước vô thôi được không? Gọi là ô chứa phân lắng thôi. À, bây giờ tụi em sẽ thiết kế lại cho anh là đầu tiên là có cái ống con cá nó quậy à. Màu trắng này. Đó đầu tiên là em sẽ thiết kế lại cho anh một cái ống xả phân. À. Ha. Là mình sẽ xả từ cái ô lắng đi qua cái ống để xả xuống đường. Tại vì cái ô lắng mình xả phân nó rất là quan trọng. Ví dụ một tuần anh nên xả một lần. Còn ví dụ mà em đặt bơm mà bơm tự động á là cài timer cho anh luôn. Là nó sẽ tự động bơm vô trong đó mà mình khỏi cần khoan tường. Là mình sẽ cứ ví dụ cứ 8 giờ sáng anh cho ăn thì 9 giờ bơm nó tự chạy 5 phút, nó tự hút cái phân vô cái lỗ đó luôn. Thì khoảng chừng 6 tháng mình mới thay nước vệ sinh lần. Còn cái chuyện mà cái nước hồ này á mà mình muốn cá nó mau lớn á thì mỗi lần mà cái bơm hút phân nó hoạt động á thì em sẽ thiết kế cái van tự động phao, bao tự động tự châm nước vào khi mất nước. Rồi ô đầu là em sẽ chứa bơm hút phân nè, đèn UV nè và lắng. À đó, ý em nói là về cái cách chứa đó. Đó, qua ô số 2 thì em sẽ chứa là xi mắc nè, cái chổi đó thì bây giờ mình còn tận dụng thì mình nhét một hàng chổi, một hàng xi mắc, một hàng chổi. Với lại cái canet mà anh đang có là em sẽ cái chỗ ô đó luôn, em sẽ là dùng một tấm xi mắc. Chừa nó khoảng chừng 20 phân thôi. Bỏ xi mắc không đi, khỏi bỏ xi mắc không. Không bỏ cái đó. Khỏi bỏ canet hả? Khỏi bỏ canet đi. Vậy thì bây giờ qua cái ô bơm á, bây giờ cái ống thông ngăn nó đang nằm ở dưới như vậy thì em sẽ dời bơm nó nằm ở trên mặt, có nghĩa là nó phải luồn qua bên sứ. Bên đó em sẽ bỏ sứ anh để đâu rồi? Hay là à vậy là anh không có sứ, có nghĩa là bốn cái ống thông ngăn đó nó phải qua một lớp sứ, 3-4 bao sứ rồi bắt đầu nó sạch, rồi bắt đầu mới lên mấy bơm em sẽ dời lên trên ở trên là để hút một cái bơm luồn, một cái bơm thác. Ý với anh là bây giờ cái bơm Adman kia là mình sử dụng qua bơm thác. Còn mình gắn một cái bơm mới ra luồng mới. Mà hiện tại cái luồng của anh là ở đâu? Ống luồng anh đi âm sẵn là ở đâu? Nằm trong ổ là hết. Như Mỹ là ống nào là ống nhỏ nhỏ này hả? Ờ, nằm vô dòi hết. Ống nhỏ nhỏ này là ống luồng. Ống luồng hết đó. Ống này ống 34 hả? Ống 34. Dưới 27 hả? 27. Ống 27 thôi. Ống 27 hả? Ống 7 vậy phải xài cái bơm cũng gần giống bơm đẩy đó mới đẩy ra luồng nổi. Ủa mà cái bơm đó bơm bao nhiêu vậy, lên thác có nằm mạnh không tổng coi thử? 8.000 hả? 18.000 lận vậy không được. Cái đó phải bắt buộc phải để xài vô cái luồng này. À. Có nghĩa là cái này là phải để xài vô cái luồng này rồi anh lấy cái bơm thác là bơm khác. Chứ cái bơm đó mà lên thác này là nó mạnh lắm. 18.000 là không có thác cái chút xíu nè. Đó vậy thì bây giờ làm phương án vậy là ok rồi đó. Còn cái này vệ sinh lại thôi. Giờ em để cho anh một cái bơm thạc thôi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bơm kia vẫn gắn vô luồng lại.
Rồi thiết kế cho anh là cái ống kia ống xả đúng không? Là thiết kế cho anh cái bơm tự động xả phân. Có nghĩa là nếu mà em làm tự động rồi thì mai mốt anh sẽ đỡ vệ sinh, đỡ dơ lắm. Rồi anh có cái ống cấp nước ở đây rồi đúng không? Rồi, rồi có ống cấp nước rồi thì em sẽ gắn phao tự động vô. Rồi vậy là xong rồi đó. Nói chung cái hồ này làm cỡ 2 ngày là xong thôi, 1-2 ngày thôi. Cái đó để về mấy bạn bạn tư vấn rồi bạn cộng sổ lại bạn báo cho anh biết ha. Tại về coi lại hãng bơm nào để bơm thác thôi, chứ đâu có gì đâu. Anh có tận dụng lại thôi, tận mấy cái chổi này, mấy cái nồi này mà cái này để bữa nào bạn thi công em lên đó, nó bẻ thẳng lại rồi xong rồi xi mắc cắt lại. Rồi ok cả nhà, hôm nay cứ đi lên quay cho ảnh sơ sơ. Anh thử vậy đi, vì vậy này, bây giờ thì mắt em gặn cho anh một cái bơm thạc đi. Yeah. Rồi cái bơm thạc và cái bơm này gặn vô tiếp tục đúng không? Đúng rồi, bơm nó vẫn tiếp tục. Cho bạn ra mà cái xi mắc phải bỏ cho anh mấy bao đạn là thích. Dạ rồi. Dây cụ ra mình khoan đục rồi. Không có đục, đâu có đục gì đâu. Em nói bây giờ em làm cái hệ thống đó là không cần đục. Còn nếu mà đục á là anh phải xả bằng tay. Anh muốn đục á thì anh phải tự xả bằng tay nha. Còn em làm bơm hút phân tự động là nó không có đục gì hết. Tụi em tự đi ống qua bên đó chứ không có đục. Còn mà đục á thì anh phải tự xả bằng tay nha. Nhưng mà đục thì nó đỡ tốn cái bơm thôi. Còn mà bên em đã kêu làm cái hút phân tự động cho anh là nó xài bằng ý là mình phải tốn tiền một cái bơm nữa đó. Là nó tự động bơm vòng qua em đi ống vòng qua cái lỗ đó chọt xuống thôi. Hiểu không? chứ không có cái đục tường, ý mỗi lần đục tường xi măng rồi ra rồi trám lại rồi ngâm hồ lại nó cũng hơi lâu một xí đó. Còn thì phương án em đưa ra vậy đó anh, coi thể được thì mình làm thôi. Còn chủ yếu là bơm thạc ha, bên này bơm thạc, một bơm thạc đúng rồi, có nghĩa là mình sẽ thêm một cái bơm thác, thêm một cái bơm hút phân tự động vậy thôi, với lại hai thùng sứ. Hai thùng sứ nữa bỏ dưới đó để cho nó phân nó lắng bên đô đầu à. Nó lắng đó cái nó gặp cái bơm hút phân nó hút ra ngoài cống à. Đó còn lại là nó đi qua lọc rồi ấy. Rồi còn anh muốn nuôi cá nhiều thì bắt buộc phải gắn thêm cái dạng ba ki hay gì nữa. Còn nuôi này trong giờ anh Thanh thì nó ba bữa anh kiếm cái chục con cá chích anh à. Giờ anh không nuôi. Dạ, nuôi ít thôi chứ đừng nuôi nhiều chi. Giờ mình đã thử đủ mau rồi, dạ. Đủ được rồi. Giờ nói chung là anh chơi lâu rồi nên bây giờ cũng biết cách rồi. Cách rồi giờ chơi vậy đó. 2 năm rồi anh ha. Tháng mấy? À, xây tháng mấy anh ha? Tháng mùa dịch đó. Mùa dịch rồi. Vừa mùa dịch xong. Là 21. 21 hả? Chị thi 16 chứ chị thi 16 đó. Dạ rồi vậy thôi, có gì mấy bạn tư vấn báo cho anh. Thôi vậy thôi em về nha. Rồi, okay, có gì dạ có gì mấy điều chỉ cửa âm đây đây tiếp bận bảo. Dạ ok. Đi mấy anh Nam dạ. Dạ dạ. Anh chỉ có chắc thêm bơm thôi chứ đâu có thiếu gì đâu. Chứ Thanh. Thêm cái bơm thêm Thanh thôi. Còn cái ba bơm em kiểm báo anh chó nó đem về ai sai chứ sai đấy. Cho để đấy anh một đống sai rồi. Dạ. Vừa đã rã một khu á. Tuy nhiên sao nó rã đây luôn á. Anh kiểm chàng á. Ờ đúng đó. Mà em thấy bỏ cũng ủ quá. Đem về em sai chứ đâu sao? Không thì anh đổi cho bao lưới rồi nhét vô trong bao lọc luôn mà cũng thùy quá. Nó cũng lọc anh, nó cũng lọc được. Còn bao lưới không được. Không. Cái bao lưới. Lưới mà lưới cá sao một anh? À, chứ không phải lưới này đâu. Lưới sai bằng nước biển. Lưới là lưới nước biển á, lưới mà bắt cá biển á. Rồi thì em cái này lọc được chứ đừng bỏ uổng anh. Bỏ. Rồi thì em muốn dạ, để bao hai bao cái bao lưới đó. Dạ. Bao lưới đó mua. Đúng rồi, để em lấy cái bao lưới đem bỏ lên cho anh. Dạ. Bỏ sao được không? Ừ, mấy cái nào gọn bỏ trước. Dưới cho cái là ăn chay mua cái này là đồ của vợ mình, đồ làm bánh. Để đây chạy được không ta? Ồ nó cứng, thôi để sao. Dạ. Rồi. Trước không? Rồi ok cả nhà. Bây giờ có chút chia sẻ cả nhà xem cái hồ vừa rồi thì cả nhà để lại bình luận góp ý cho mình với ha, tại vì
cũng có nhiều phương án, nhưng mà cái hồ này hồ cũ, hồ bây giờ mình sửa chữa đi ha. Thì phương án của mình đưa ra như hồi nãy là cả nhà thấy rồi đó, là mình sẽ cái ô lắng đầu tiên là bình thường bỏ chổi đúng không, mình sẽ bỏ qua ô số 2 và kèm di mắt, kèm cái nét ha. Rồi bắt đầu tới ô số 3 thì mình sẽ bỏ máy bơm sứ đó, và còn ô đầu thì mình chỉnh lại là bơm hút phân. Do mình đang đứng chờ là do cái bạn em mình đang tư vấn cho một cái anh thấy anh mình mang áo đồng phục cá co, cái anh hỏi thăm. Rồi ở nhà đây là cung đường ở bên bên hông của nhà thể thao, gọi là nhà văn hóa thể thao của trung tâm huyện Châu Đức. Cái đường này, cái phía dưới kia là đường mới mở cả nhà, lát nữa mình sẽ chạy xuống đó ha, đi đường mới về. Mình thì mình đi hoài à, con mình học bơi ở đây nè. Đây trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Đức đây cả nhà, bên tay phải đó. Như cái hồ hồi nãy thì cả nhà thấy rồi, sau này cả nhà làm cái hồ 10 khối thì mình làm ống hút đáy hút mặt lớn hơn tí ha. Ví dụ thì cả nhà có thể đi ống hút đáy là 2 ống 90, tại vì cái kích thước chuẩn của bên mình tư vấn á, có nghĩa là mình thấy hợp lý nhất á, từ hồi xưa giờ theo kinh nghiệm của riêng mình á, thì cứ 5 khối là mình sử dụng một hút đáy, một đáy 90, một hút mặt 60. Thì như cái hồ 10 khối đó thì mình sẽ sử dụng 2 hút đáy 90, 2 hút mặt 60 về ô lắng số 1. Nhưng mà cái lọc thì cả nhà nên làm ít nhất là 3 khối nha. Ví dụ như hồ 10 khối thì lọc 3 khối, là hồ 9 chỉ 7 khối thôi. Chứ còn cái này hồ 9 8 khối mấy, cái lọc có 1 khối mấy à, thì nó khá nhỏ. Nếu mà nhỏ như vậy á thì mình nuôi cá lớn mình sẽ cho ăn không có được nhiều, cho không có đã tay cho lắm. Nói chung là mình sẽ phải kìm hãm cái sự sung sướng của mình lại khi cho cá ăn nha cả nhà. Tại cái nhà biết rồi, nếu mà cái nhà yêu mến cá coi thì lúc cho ăn sướng, sướng người cực kỳ luôn. Đó, rồi về cái ô lọc thì cái nhà làm phải 3 khối, đó, 3 ăn hay là 4 ngăn gì cũng được hết cái nhà. Chỉ cần mình thiết kế ống hoặc là vách thông ngăn làm sao để cho nó đi qua hết được tất cả các cái vật liệu lọc, để cho nó tận dụng được cái ô lọc và vật liệu lọc thì chắc chắn nước sẽ trong, nước sẽ sạch. Và bên cạnh đó thì cả nhà nên đầu tư thêm một bộ bơm hút phân tự động ha. Tại vì mình thấy nó cũng như drum vậy thôi. Drum thì nó tắt phân ra, nó xả cứ 10 phút, 5 phút hoặc là khi nào dơ nó xả. Nhưng mà cái điều mình xài truyền thống thì nó rẻ tiền hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa, mình chỉ cần gắn cái bơm hút phân tự động thôi là mình sẽ rất là đã luôn. Chất lượng nước nó sẽ khác và cái thời gian mà thay nước á, vệ sinh nó sẽ khác rất là nhiều luôn đó nha. Phải từng gấp 3 thời gian lận đó. Nên có gì mai mốt cả nhà xem được video thì cứ tham khảo ha. Mình đây là ý kiến riêng của mình thôi. Rồi bây giờ mình đi về nhà đây, hẹn gặp lại cả nhà ở trong video tập kế tiếp nha. Bye bye.